Thưa quý thính giả của Thời báo Media. Đây là mục thời sự thế giới cho ngày thứ 6, 20 tháng 11 năm 2020. Thưa quý thính giả, trong ngày hôm nay, chúng tôi muốn đề cập đến một vấn đề là Tân tổng thống Joe Biden có tiếp tục duy trì chính sách cứng rắn của Mỹ ở Biển Đông như hiện nay hay không. Thưa quý thính giả, tính đến ngày thứ hai 16 tháng 11, kết quả cuộc bầu cử tổng thống Hoa Kỳ được công bố là ông Joe Biden thắng với 306 phiếu cử tri đoàn. Tuy nhiên, tổng thống đương nhiệm Donald Trump vẫn chưa chấp nhận thua cuộc, cho là ông ta bị ăn cắp bất chức tổng thống và vẫn đưa đơn kiện tại các tiểu bang như là Pennsylvania, Georgia. Trong khi đó, tổng thống Tân cử Biden đang bổ nhiệm những phụ tá trong tại tòa bạch ốc cũng như điện thoại cho những nhà lãnh đạo đồng minh. Mà theo những lời tượng thuật của báo chí là tìm cách hàn gắn lại những sức mẻ bang giao đã gây ra trong thời trong 4 năm qua dưới thời Tổng thống Trump. Nhiều nhà lãnh đạo của các quốc gia Tây Phương đang lo lắng là với tân chính quyền, liệu Hoa Kỳ còn tôn trọng những lời cam kết hay không? Tại khu vực Á Châu-Thái Bình Dương trong những ngày qua Tân Tổng thống Biden đã điện đàm với Thủ tướng Úc Scott Morrison, Tổng thống Nam Hàn Moon Jae-in và Thủ tướng Nhật Bản Yoshihide Suga. Ba nhà lãnh đạo châu Á đã gọi điện chúc mừng, bất chấp Tổng thống Trump chưa công nhận thất cử. Các giới chức Nhật cho biết trong cuộc điện đàm, Thủ tướng Suga cảnh báo về tình hình an ninh chung quanh khu vực ngày càng nghiêm trọng hơn tức là khu vực à, Á Châu Thái Bình Dương. Đáp lại Tổng thống tân cử Joe Biden tái khẳng định cam kết của Hoa Kỳ sẽ bảo vệ Nhật Bản. Thực thi các trách vụ của Mỹ theo Hiệp định An ninh đã ký kế kết từ nhiều thập niên à, qua. Tân Tổng thống Biden xác nhận cam kết an ninh của Mỹ bao trùm quần đảo Senkaku, một quần đảo không người mà ở Nhật Bản và Trung Quốc đều tuyên bố là thuộc chủ quyền của mình. Trong một cuộc địa điểm riêng với Tổng thống Nam Hàn, Mu In, ông Biden mô tả Liên minh Mỹ-Hàn là một nền tảng của an ninh và thịnh vượng trong khu vực và ông cam kết sẽ hợp tác để giải quyết những thách thức chung, đặc biệt là vấn đề Bắc Hàn và sự thay đổi khí hậu. Trong cuộc điện đàm với à, Thủ tướng Úc, ông Biden đã được Thủ tướng Úc Scott Morrison mời đi thăm Úc trong năm tới để đánh dấu 70 năm hiệp định. Hiệp định An ninh Úc và Mỹ trong cương vị Phó Tổng thống Mỹ dưới thời Tổng thống Obama, ông Biden đã bỏ nhiều công sức để cổ vũ cho Hoa Kỳ như là một cường quốc ở Thái Bình Dương. Ngay sau khi đắc cử, Tổng thống Trump cũng rút khỏi Hiệp định Đối tác Liên Thái Bình Dương TPP, đã được sau 8 năm thương thiết quay go và nhằm cô lập kinh, Trung Quốc về mặt kinh tế. Sự rút lui của Tổng thống Trump được xem là một thất bại nặng nề trong chính sách ngoại giao của Mỹ đã mở đường cho Bắc Kinh vận động để đạt hiệp ước tối đa kinh tế toàn diện khu vực không có Hoa Kỳ với 14 quốc gia khác trong vùng có cả Việt Nam vừa được ký kết hôm thứ ba ngày 17 tháng 11 năm 2020 Tổng thống Trump còn gây lo ngại cho các đồng minh ở Châu Á khi ông liên tục leo thang các tranh chấp thương mại với Trung Quốc xích lại gần hơn với nhà độc tài Kim Jong Un của Nam của Bắc Hàn và công khai bàn tới khả năng Mỹ rút quân khỏi khu vực theo lời ông Vu Sicung, người đứng đầu Viện Nghiên cứu Quốc gia về Biển Đông của Trung Quốc, thì ông Biden sẽ có hướng tiếp cận khác với tổng thống Donald Trump. Ông Biden sẽ chú ý nhiều với vấn đề Biển Đông nhưng các chính sách của ông cân bằng hơn và có tính kiềm chế hơn. Theo nhận định của ông Lu Xiang, một chuyên gia về các vấn đề Mỹ tại Học viện Khoa học Xã hội ở Bắc Kinh, thì ông Biden coi Trung Quốc là một nước cạnh tranh, trong khi ông Trump coi Trung Quốc là một đối thủ các quan hệ giữa hai nước cạnh tranh dựa trên những quy luật và luật lệ tức là có những luật lệ đã được đề ra trong số những người có triển vọng được tân tổng thống Biden chọn giữ bộ trưởng quốc phòng là bà Michelle Flournoy Fraun từng là thứ trưởng quốc phòng về chính sách dưới thời tổng thống Obama bà làm người chủ trương phải cứng rắn với Trung Quốc trong bài viết của bà Flournoy trên tờ Foreign Affairs vào tháng 6 vừa rồi. Nếu nói là nếu quân đội Mỹ có khả năng đe dọa đánh chìm tất cả các tàu quân sự, tàu ngầm, tàu buôn của Trung Quốc ở Biển Đông trong vòng 72 giờ, thì các nhà lãnh đạo Trung Quốc mới có thể suy nghĩ trước khi phá động phong tỏa hoặc xâm lược Đài Loan. Theo lời chiến sĩ Lê Hồng Hiệp, một chuyên gia về châu Á, thì Biển Đông đã trở thành một chiến trường quan trọng trong cuộc đối đầu chiến lược giữa Hoa Kỳ và Trung Quốc nơi mà Hoa Kỳ có thể huy động các nước trong khu vực chống lại Bắc Kinh và dùng các tuyên bố chủ quyền quá tham lam của Trung Quốc để tập hợp các đồng minh. tờ South China Morning Post trích lời các chuyên gia nói một chính phủ Joe Biden có phần chắc cũng cứng rắn không kém chính quyền Donald Trump liên quan tới các bất đồng giữa Hoa Thịnh Đốn và Bắc Kinh như là vấn đề Biển Đông. Một chuyên gia về Đông Nam Á, giáo sư K. Thayer của Đại học New South Wales, nói rằng dưới quyền Tổng thống Biden, các nước trong khu vực sẽ ít bị áp lực hơn phải chọn phe giữa căng thẳng Mỹ và Trung Quốc. Trong thời gian vận động tranh cử Tổng thống, ông Biden đã đả kích các hành động của Bắc Kinh ở Hồng Kông, miêu tả chính sách của Trung Quốc đối với các nhóm thiểu số Hồi giáo Tân Cương là vô lâm lương tâm và gọi Chủ tịch Tập Cận Đình là một côn đồ trong một cuộc tranh luận với ứng cử viên Bernie Sanders hồi tháng 2 năm nay. Theo Trung tâm Nghiên cứu Chiến lược và Quốc tế có trụ sở tại Hoa Thịnh Đốn, thì mặc dù Mỹ không phải là một bên có tuyên bố chủ quyền ở biển Đông, nhưng khoảng 208 tỷ mỹ kim hàng hóa của Mỹ sẽ đi qua vùng biển đó. Vì vậy, việc Trung Quốc quân sự hóa vùng biển Đông đã làm dấy lên no ngại về gián đoạn thương mại, trong khi các tàu tuần duyên và lực lượng dân quân biển của Bắc Kinh thường xuyên xâm phạm vùng biển của các bên tranh chấp khác. Trả lời phỏng vấn của đài truyền hình CBS trong chương trình Intelligent Matter trong tháng 9 vừa qua, ông Anthony Blinken, cố vấn chính sách đối ngoại chính của ông Biden đã gọi Trung Quốc là thách thức lớn nhất mà chúng tôi phải đối mặt từ một quốc gia khác về kinh tế, công nghệ, quân sự và thậm chí cả ngoại giao. Những điều đó cho chúng ta thấy gì gì, tức là chính sách trong tương lai của tân tổng thống joe biden sẽ không mềm yếu như là người ta lo nghĩ lo sợ và với chính sách mềm dẻo hơn có thể sẽ tập hợp được các nước đồng minh khác để mà cùng chung vai chống lại à, trung quốc à, trên chiến trên trên uh, chiến trường ở khắp nơi từ biển đông cho tới những vùng biên giới Thưa của thính giả của thời báo media chúng tôi xin tạm ngưng mục thời sự thế giới kỳ này ở đây và xin hẹn gặp lại quý thính giả trong một thời sự thế giới kỳ sau.